trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em rời đi về trời xanh xa xôi xa xăm em mơ. Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu mến âm thanh, yêu mến ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì cho cặp loa JBL Passion 12 hàng bãi Mỹ Xịn đang trình diễn nhạc. Và cặp loa này thì hiện tại là em đang test cho anh Chuyên ở thành phố Nam Định các bác nhé. Anh Chuyên này thì nhà ở bên Linh Đàm, Hà Nội, nhưng quê gốc của Ba Gây là ở dưới Nam Định. Và hiện tại bây giờ là Ba Gây đang ở dưới Nam Định, cho nên là bên em gửi xuống dưới Nam Định cho bác ấy. Vâng, cặp loa này JBL Passion 12 hàng bãi Mỹ Xịn giá là 5 triệu đồng quý vị nhé. Giá là 5 triệu 800 ngàn đồng, Ba Gây đã chuyển khoản bên em 1 triệu rồi. Và còn nhờ bưu tá thu hộ là 4 triệu 8 nữa. Đấy, Trần Văn Chuyên, tổ 5 thị trấn Xuân Trường, Xuân Trường Nam Định. Đấy. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Sau những ngày bác theo dõi, bác xem trên kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em, thì bác ấy đã đặt chọn niềm tin và bác ấy đã tin tưởng ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em cặp loa này. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn tin tưởng, ủng hộ và theo dõi Cốc Cốc Audio chúng em trong thời gian qua. Vâng, rất là nhiều bác là chúng ta mua cặp này về, chúng ta sử dụng và chúng ta giới thiệu thêm anh em bạn bè chúng ta mua. Và cặp loa này thì được các bác đánh giá rất là cao. Cặp loa này thì nó có thể chơi được tất cả các thể loại nhạc các bác nhé. Chơi được tất cả các thể loại nhạc. Và chúng ta vừa nghe nhạc này, vừa karaoke và chúng ta xem phim nữa. Đấy, chất âm của nó thì cực kỳ là hay và rất là đẳng cấp luôn. Bởi vì đây là hàng bãi Mỹ Xịn. Và dòng này thì nó là hàng tuyển chọn các bác nhé. Hàng bãi Xịn tuyển chọn, cho nên là quý vị và các bạn chúng ta an tâm. Thứ nhất là an tâm về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. An tâm cái thứ hai nữa là giá thành. Và an tâm cái thứ ba nữa là đẹp, xuất sắc, hàng tuyển chọn các bạn nhé. Đấy. Loa này thì hầu như là tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng đã được nghe qua. Đã được những bác nào mà đã theo dõi kênh bên em lâu rồi thì các bác đã được nghe qua. Và các bác chúng ta đã được xem nội thất bên trong rồi. Còn những bác mới đăng ký kênh thì hầu như là các bác cũng xem những buổi livestream bên em. Thì bên em cũng có tháo ra cho quý vị và các bác chúng ta cùng xem, cùng xem cái nội thất bên trong. Và các bác khi các bác đặt hàng thì các bác kết bạn Zalo với bên em thì hầu như là bác nào bên em cũng gửi nội thất qua cho các bác. Đấy. Vâng, chất âm rất là hay. Chất âm rất là hay và đẳng cấp luôn. Bây giờ em sẽ test thử một đoạn karaoke các bác nha. Em sẽ test thử một đoạn karaoke xem là cặp loa này để mà chúng ta hát karaoke thì cái chất âm của nó đẳng cấp như thế nào các bác nhé. Tiếng bass rất là sâu, còn tiếng chép thì này tanh tanh luôn. Âm chung của nó tái tạo âm thanh cực kỳ là tốt, bởi vì dòng loa này nó chính là dòng loa 3 đường tiếng các bác nhé. Của nó cũng cực kỳ là tốt khi mà chúng ta đứng ở trước loa đây.
không hề bị hù rè hay là hú rít gì các bạn nhé. Em vô tình, em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sầu đau. Giờ trách em đâu phải để bắt đền, nhưng tại vì anh buồn, vì hai chúng ta hai cuộc đời như một, chung một niềm sầu từ lúc tuổi đôi mươi. Trong lúc vòng tay anh chưa tròn ân ai, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn phương. Thương nhau rồi anh lại sợ khi xa anh mất đi người yêu. Lòng ước mơ hoa pháo nở đo đường, những mộng lòng không tròn. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu. Em thường bảo rằng tình cánh dù trông gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng làm thân gái lỡ nên yêu sợ thương đau. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời. Cho người yêu con thương con thật nhiều như cháu yêu. Trên đường ăn năn, xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em. Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau. Phận số anh thương đế như an bài đời chúng mình. Vì sao thế em, chắc chẳng một mình em hiểu. Em thường bảo rằng tình cánh dù trông gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Kính thưa quý vị và các bác, cặp loa này thì chính là cặp loa JBL Passion 12 hàng bãi Mỹ xịn mà em đang test cho anh Chuyên ở dưới Nam Định quý vị nhé. Quý vị và các bác chúng ta yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em, và các bác chúng ta đang muốn sở hữu cặp loa này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.